Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình cụ thể mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tạo dáng một cây bonsai. Thì đây là cây phoi mình đã cắt khoảng 4 tháng. Anh em mình thấy rễ ngon, rễ đều, ok, nở đều. Đây đây là dòng kim song hinh các bạn. Cái dòng kim song hinh thì đa số bạn trồng nó xử lý đế rất là dễ. Tại vì cái đế của nó thường là nó tự mồi, nó tự ra, nó đẹp lắm. Nó chứ nó không như mà song hinh hoặc là siêu bông. Nó ra những cọng to rồi nó rút những cọng nhỏ. Tuy nhiên loại này thì nó ra đều đều vậy đó. Bạn thấy đầy rễ nó nè. Không. Đó, nó tự mồi những cái rễ nhỏ ra rất đều. Nên là đó là cái ưu điểm của cái giống này. Về phân tích thứ nhất ở đây hướng này cũng là hướng mặt tiền đẹp. Thay vì nếu mà trong cái quá trình cắt phôi thì do các bạn cắt bạn định hình vô mình cắt bỏ khung cụm này luôn cũng được. Thì trong khi đó thì mình phải nuôi cái anh trên này cho nó đổ xuống, nó rơi xuống. Nó rơi xuống thì nó chúng ta sẽ tạo tác cái cành này rất là lâu, tại vì cành rơi mà nuôi lâu. Thứ hai nữa các bạn cho nó rơi xuống khoảng 2/3 của cây này và cho nó ấm thì bạn phải phân tầng tầng mà nuôi rất là lâu. Tuy nhiên thì ở phương án này mình giữ lại cái cành này để bạn dùng những cái cành này bung ra nó được có kín cái phần này đó để nó mau chơi. Bên cái việc là đẹp mà chúng ta còn phải là tác phẩm mau chơi là cái chuyện cũng quan trọng lắm. Bạn tạo cây đẹp thiệt mà bạn tạo 5 7 năm cũng không hợp lý. Tuy nhiên thì đối với cây này tạo theo kiểu này cũng đẹp nhưng mà khoảng 1 2 năm nó đã thành phẩm rồi. Đấy, cây này khoảng 1 năm thôi các bạn là nó đã chơi được, nhánh nó cũng đã trọng trọng cũng chơi được rồi. Đây. Và còn cái nhánh này là cái cành xuất phát dạng cành số 2, đây là cành số 1, nguyên cụm cành này là số 1, cành này cành số 2. Tuy nhiên ảnh mọc ở trên đây thì nó hơi hơi sai vị trí một tí. Nó mọc đúng vị trí là phải mọc đây. Bạn đưa ra thì nó mới hợp lý. Tuy nhiên thì nó mọc sai và mình không có thời gian chỉnh nên là để tạm như vậy để mình uống. Về bên cạnh đó thì mình cũng có thể uống cành này theo cái gốc mà anh em hôm tôi có chia sẻ clip đó, gốc tù gốc nhọn đó. Thì mình lấy mình đánh cho cành này nó rơi nhẹ xuống và đánh ra để nó phủ phần bên này. Tuy nhiên thì mỗi cây nó không có toàn mỹ hết, mỗi cây mà toàn mỹ hết thì giá cái tạo hình và những cái giá trị của nó sau này nó sẽ cao. Ví dụ ngay đây thì đúng. Và cành phong thì dưới cái cành này thì nó mọc hơi ngang với nhau cũng không hợp lý. Nên là cành này phải xích đây tí. Đó nên thì mấy cái lỗi này cũng ít mình châm chế được. Với lại bonsai này thì cũng dạng tương đối thôi. Chứ mình nói tuyệt đối thì nó không có đáp ứng được. Tuyệt đối thì bạn làm một cây rất tỉ mỉ mang tính tuyệt đối. Tại ở đây mình cắt phôi số lượng rất là nhiều. Nên là làm kỹ quá thì làm rất chậm. Đây. Bây giờ mình sẽ đi hai hai cành này. Thì đối với linh sam thì các bạn để cho nó to to tí, nó cỡ đầu đũa ăn, đầu đũa dưới thì nó sẽ uống thì nó đỡ bị chai cành ha. Còn để còn nhỏ quá bạn uống thì biết uống mới được, không biết uống thì nó rất dễ bị chai. Có những cái cành mà nó độ lượng nó lắc lượng nó ngặt nghèo là do uống từ nhỏ đó. Nhưng mà cái người uống phải hiểu cái kỹ thuật tác động thời điểm nào, giai đoạn bao lớn thì người ta để cho nó không bị chai. Nếu bạn uống cành nó chai thì nó bỏ cành đó, nó sẽ mọc cái mầm ở trong cái gốc nó lớn lên, giờ nó phát triển cái cành đó thôi. Bây giờ mình sẽ uống trước hai cái cành này. Thì cái hướng này là mình chơi theo hướng tàn thiên nhiên các bạn. Tại vì bonsai thì tàn thiên nhiên nó sẽ đẹp hơn. Đối với cây trực lắc cây bài thì cũng được, nhưng mà nó rập khuôn nhiều quá nên hiện giờ thì cũng có ít người chơi theo cái kiểu đó. Chơi theo kiểu là tàn thiên nhiên là nó phù hợp nhất và nó bắt nguồn từ mỗi dáng thế cơ bản của cây. Thì các bạn phá ra cái cây tàn thiên nhiên
nó có mỗi dáng khác nhau hết, nó không giống như cây trực lắc là phải lên đó chi đó phi phong sao này nọ, thì nó cũng hơi khuôn khổ. Tôi kêu cây bài anh em mình nhớ, khi mình quấn dây thì mình nhớ là mình sẽ dùng cái điểm tỳ, có nghĩa là khi bạn uống á, dây nó siết vô nó định hướng cho cái cành nó đi, chứ đừng có để mà dây nó nhả ra là nó đi tầm bậy, mà uống siết nó không có theo ý chúng ta. Ví dụ cành này mình uống, mình quấn một dây mình quấn luôn hai cành nha, để cho dây nó đẹp. Thì lúc trước mình mới biết chơi mình cũng quấn tào lao bác xế không các bạn. Vậy đó anh em chửi bới với kỳ quấn cũng đẹp đẹp được chút xíu, cũng biết cách quấn giấu dây đừng cho người ta chê. Anh em mình nhớ là dùng cái loại dây quấn nó phù hợp để chúng ta uống, nhiều khi quấn dây lớn quá thì nó làm tót, nó không có bóp sát vào cái cây chúng ta, còn dây nhỏ quá thì không đủ lực đó. Rồi xin chào các bạn. Nãy giờ mình đã quấn dây định hình sơ một số cái nhánh chủ của nó. Đây thì cây này cũng là một cái cây có cái tán kiểu tam giác cân các bạn. Nè, tam giác cân. Có dáng như thế này. Thế này. Nhưng mà nó có một số cái mà mình nó đáp ứng cái bonsai tại thiên nhiên thì nó không có theo cái quy tắc của bonsai bài nữa. Thì ví dụ tại một cái điểm này các bạn có thể có ba bốn nhánh gần đó, hoặc là nó trùng chi, hoặc là nó xuất phát từ một vị, ba nhánh xuất phát từ vị trí nó vẫn là bình thường, tại vì cái cây theo thiên nhiên thì nó không có cái quy tắc hết, miễn là sao cây đẹp nhìn có hồn và nó thể hiện được một cái tác phẩm, một cái cây trong tự nhiên là nó đã ok rồi. Ở đây thì dưới này một cái điểm nó có hai chi, còn ở đây thì hai chi nó xuất phát gần với nhau quá, nó không tạo được cái khoảng cách tương đối đẹp. Nhưng mà mình mà muốn bonsai tại thiên nhiên thì mình phải yếu 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 tố của nó là nó có thể chỉ số một số cái nhược điểm được. Nhưng mà bù lại nếu bạn giữ cái nhánh này thì các bạn sẽ bù khoảng trống ở đây nó nhanh hơn, còn chúng ta cắt vỏ ở đây thì như lúc nãy mình nói khoảng trống này mình giữ vẫn được, nhưng mà cái nhánh này nó hơi xích xuống đây tí thì nó sẽ hài hòa hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình thao tác thì các bạn cũng có thể là chỉnh sửa lôi dần xuống, ví dụ nhánh này mình vô lớn mình chằng xuống một tí, rồi khoảng một hai tuần sau chằng thêm tí nữa cho nó xếp xuống chút nữa. Anh em nhìn đây, về ngọn dựng lên thì mình cũng phải chừa, và trong cái quá trình mình làm thì mình phải biết tác phẩm mình ở chỗ nào cần nhánh thiếu nhánh, và mình chừa quay qua hướng nào thì nó phù hợp. Ví dụ mình biết ngay sau này mình sẽ cần cái nhánh ở đây để mình nuôi ở đây tiếp, thì mình uống cái chi nó quay ra đây để chừng nữa nó lớn mình tiếp tục mình uống, cũng giống như ở đây nghe không, mình cũng phải chừa để mình uống, mình mồi quay vào những vị trí mà nó đang thiếu, mình quay cái hướng cành ra đó chừng nữa nó lớn lên. À, nó lớn lên nó sẽ để chúng ta sẽ có cái cành người ta uống. Cái nhiệm vụ còn lại thì các bạn phải đợi cho cành này lớn lên, ví dụ các bạn thích lớn tới đâu thì để lớn bằng tay cái cũng được, lớn bằng tay cái cũng được, hoặc là lớn bằng ngón tay út cũng được, tùy các bạn thấy làm sao phù hợp thì mình cắt. Ví dụ khi mà rồi các bạn nãy giờ mình quay nhiều quá cái đèn led nó tắt rồi không có chiếu sáng được, bây giờ mình xin nói thêm một số ví dụ như ở cái nhánh này thì các bạn có phương án, nếu mà người chơi kỹ tính người ta sẽ cắt bỏ nhánh này và người ta dời xích xuống dưới đây đó, thì nó sẽ đưa cái nhánh này xuống gần hơn, cái khoảng trống này nó sẽ ấm lại,
Tuy nhiên ở đây mình làm để kinh doanh chứ không phải chơi, cũng chơi nhưng mà cái mức độ nó tương đối không, mình cũng phải xử lý cho nó một nhánh đây cũng được nhưng mà thời gian nó không có nên là nó tạm thời nó ở mức độ này thôi các bạn, đâu phải chơi một hai cây đâu mà mình làm kỹ được ha. Sau này thì cây nó có cái tàn o tròn vậy nè đó, khi các bạn nuôi những cái cành này nó lớn lên tương thích thì bạn cắt vào đầu này thì nó sẽ búng hai ba tược ở trong ra nữa thì bạn phải dằn vài lần vậy cái tàn ấm kín mít luôn đó. Và trong cái thời gian tới thì nuôi thả tiếp khoảng 2 3 tháng gì đấy thì mình sẽ cắt đó. Còn những ví dụ cái nhánh này nuôi đạt thì cắt cái này, nhánh này chưa thì để cứ như thế đó, chúng ta để làm sao cho tất cả các nhánh nó lớn đến cái độ tương thích thì ta cắt chứ đừng có vội cắt sớm. Rồi cây này chỉ uống sơ như vậy thôi, chưa có dằn chưa có thành phẩm nên các bạn thấy nó rườm rà nó không có dáng gì hết. Rồi nãy giờ cũng chia sẻ nhiều nhiều cách uống thì tạo dáng như thế nào rồi nuôi làm sao, rồi thông qua video thì chúc các bạn thành công tạo ra, các bạn sẽ tạo được những tác phẩm hay cho mình, những tác phẩm đẹp. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và theo dõi kênh Gặp Vấn Bonsai. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin kính chào tất cả các bạn.